Số 635. Kinh Hoằng Đạo Quảng Hiện Tam Muội. Hán dịch đời Tây Tấn, Tam Tạng Trú Pháp Hộ Người Nước Nguyệt Chi. Quyển 1. Phẩm 1. Được trí tâm rộng lớn. Nghe như vậy, một thời Đức Phật du hóa tại đỉnh núi Thú Sơn thuộc nước Phương Xá, cùng chúng đại tỳ kheo gồm 1.250 vị, cùng với 8.000 Bồ Tát. Bây giờ, Đức Thế Tôn vì vô số trăm ngàn đồ chúng vây quanh mà thuyết pháp. Khi ấy có vị Long Vương tên là A Nậu Đạt, nhà Tấn gọi là Vô Nhiệt, đệ trước đã tạo gốc đức, tu hạnh Bồ Tát, vững trụ nơi Đại Thừa, thực hành đầy đủ sáu pháp Ba La Mật, dùng tướng đủ đầy, siêng năng cứu giúp chúng sinh, hóa độ vô cùng, đã từng hầu hạ 96 ức các đức Phật, cho nhóm công đức không sao kể xiết. Dùng phương tiện quyền xảo hiện khắp ở năm đường, trừ các ngu tối khiến cho họ tu hành vô dục của Bồ Tát, phong lòng từ bi, hỷ xả, cứu giúp tất cả. Vì xót thương các loại tội ác, nên hiện làm loài rồng, hóa độ loài rồng đến vô số hàng ức, khiến chúng thoát khỏi hành động tai ương. Vị này tự sống dưới ao, dẫn dắt các quyến thuộc có tới 8.000 vạn chúng, lại dẫn 14 vạn thị nữ vây quanh cùng đi theo để ca hát âm thanh hòa nhã, làm loài rồng cảm động, giúp thêm oai đức, thần thông biến hóa tự do. Lúc này, vị Long Vương ấy mang các thứ hoa hương tốt đẹp nhất, cầm cờ phướng lộng đi đến chỗ Đức Thế Tôn. Khi đến nơi, cúi đầu đảnh lễ cung kính hỏi thăm Đức Như Lai, xong rồi cầm đủ các loại hương hoa quý báu, phướng lộng năm màu, là tấu cả âm nhạc. Với lòng sung sướng, ý cung kính, cùng với quyến thuộc và các thể nữ cùng đến trước Đức Phật, quỳ dài chắp tay, ngay thẳng, bạch Đức Phật. Chúng con muốn hỏi Như Lai, là bậc vua trước, bình đẳng, tối chánh giác, về việc Bồ Tát nên hành đạo như thế nào? Nếu Thế Tôn cho phép, con mới dám hỏi. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Long Vương, tùy ý ông muốn hỏi gì thì hỏi, chớ ngại. Như Lai chí chân, chánh đẳng chánh giác sẽ giải thích. Bây giờ A Nậu Đạt được sức oai thần của Thế Tôn chấp nhận cho hỏi, trong lòng hân hoan liền bạch Đức Phật. Thưa Thiên Sư Tối Tôn, bậc thánh dẫn đường trong loài người, mạnh như sư tử, cảm biến vô lượng, con hỏi Như Lai và cùng khắp chúng sinh, cũng vì đại sĩ Bồ Tát làm thầy thế gian, vượt qua pháp thế tục, chí hành thanh tịnh, biết rõ nhân duyên, tới độ quần sinh, làm người bạn không thưa thỉnh. Tâm Như Lai cứu độ tất cả để được an ổn, dụ dẫn vỗ về để được an lập. Như Lai nắm giữ vô ý, mười lực hàng phục các ma, hàng phục ngoại đạo, tâm không có hạnh ô uế, mặc áo giáp đại đức kim cang vững bền, chí không mệt mỏi, nhân duyên tích đức, không thể kể lường, bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định trí tuệ đã đầy đủ. Tâm bình đẳng với tất cả, đoạn trừ tưởng vô uế, vứt bỏ hai kiến, dùng trí siêu việt hiểu pháp nhân duyên đã nhập pháp yếu, thâm áo khó vào, xa lìa thanh văn duyên giác, một niệm cũng không bỏ đại thừa, tâm nhất thiết trí, ý hạnh kiên cường, thường được tự tại, thân sạch không nhơ, sáng lạng rực rỡ, chỉ như hư không, vô số các kiếp tâm không mệt mỏi, đạt được tổng trì, từ bỏ tham nhơ, cao ngạo, xem thường, bình đẳng như thiện thể, không vô tướng vô nguyện. Xem việc đã qua như mộng ảo, như bóng như tiếng vang, như ngựa hoang, như trăng dưới nước. Đối với các pháp ấy đều hiểu như nhau, không động coi trọng lời dạy Tam Bảo, tôn thờ kính trọng chuyển bánh xe pháp, không chỗ chướng ngại, vui mừng, tinh thích, đều được đạt được. Đều tự đạt được như hoa ưu đàm, hàng ức năm mới nở. Chỉ Như Lai thanh tịnh an nhiên sống một mình, đầy đủ các tướng. Thuở xưa, Như Lai đã cung kính các đại sĩ hiền minh, Như Lai huân tu thượng nghĩa, trụ pháp mới được như vậy, nên Long Vương vì các vị chánh sĩ ấy, xin hỏi Như Lai, quý mong Như Lai chí chân, chánh đẳng chánh giác. Và nói các việc làm của Bồ Tát đại sĩ, được pháp môn du hí nhập kim can đức, đạt được quả sâu xa, khiến cho người tu chứng được tổng trì, dùng hạnh bốn đế mà tùy thuận, hóa độ hàng thanh văn, làm cho họ hiểu được chân lý cốt yếu, dắt dẫn chứng chuyên giác, trong sạch khởi nhân duyên, khen cho một lòng mà được đẳng chánh giác. Muốn đạt được các pháp phải đi vào đại thừa, nhờ vào được đại thừa mới có thể hàng phục ma oán, làm tiêu tan những nghi ngờ, những phiền não, vượt qua những tội khổ, biết mọi ý chí hành động của tất cả chúng sinh, cho nhóm biện tài tối thượng, tung rải diễn giảng các pháp, tùy tất cả những mong ước mà hóa hiện đều họ
điều họ ưa thích. Lành thay Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai bậc vừa trước bình đẳng chánh giác, vì các bậc đại sĩ hiền minh nên diện nói cùng cấp, làm cho các Bồ Tát đạt được trí lực, hàng phục tâm tự tại của mình, được pháp thượng lực, hiểu rõ hành động tai ương nên không tạo tác, làm cho các vị được sức mạnh bố thí, không tham tiếc vật mình có được, cho mà không mong báo đáp, lại làm cho các vị được sức mạnh trì giới, trừ hết các tội, vượt qua các nguyện, làm cho có được sức mạnh nhẫn nhục đối với các pháp khổ, ở nơi thọ sinh không tiếc thân mạng, làm cho được sức mạnh tinh tấn, gom chứa các gốc đức, chỉ thường không mỏi, làm cho được sức mạnh của định, khéo ở chỗ vắng vẻ, hiểu rõ yếu hạnh của định, làm cho được sức mạnh của tuệ mà vượt qua tà kiến, nghi hoặc mờ mịt, biết dùng phương tiện quyền xảo để tế độ chúng sinh, khuyến trợ rõ ràng, đạt năm thần thông đầy đủ, thiên nhãn không giới hạn, biết tâm nghe suốt thần túc, biết được kiếp quá khứ, nhờ đó việc du hóa đạt quả vui đại biện tài. Biện tài về nghĩa của câu, nói không bao giờ cùng tận, khiến được tổng trì, tâm không hoảng hốt, làm cho mau đạt được chánh định hải ấn tam muội, tiến tới tùy theo quả phổ trí, đồng một vị được chí định của Phật, đời sống an vui, vĩnh viễn phụng tự bậc tôn quý, mà không bị ngăn che chướng ngại, mau đạt được định pháp chí, tinh tấn định ý. Nghe pháp lâu dài, hoàn toàn không hạn chế và chướng ngại, tôn sùng ý định mọi người, khiến cho tất cả chúng sinh tôn thờ sự không tá lui, được chí định thí, pháp thí của cải thế tục không có tiếc nuối, đầy đủ về giới, thực hành nhớ nghĩ vắng lặng để mau thành Phật, tâm không hề quên chí định sinh lên trời. Thường nhớ đến cõi trời đâu xuất, nhất sinh bộ xứ, lòng thích thú hành thanh cao cho Bồ Tát. Long Vương đã hỏi xong các nghi vấn, trong lòng vui mừng hớn hở, lại dùng bài tán tụng để hỏi tiếp Đức Thế Tôn. Xin đại nhân nói nghĩa hiện thế, đức hạnh mà Bồ Tát đã nhập, chí khí nội tánh chỗ cần tu, hưng phát đạo gì làm sao sao hành, thuận theo lòng tự hành nhập bi, ý nghĩa luôn cứu độ chúng sinh, định trí hằng hóa khiến trong sạch, mong Ngài xót thương mà rộng nói, dạy chúng con ngưng về dứt ý, căn lực thần túc hành như vậy, nói đạo thất giác chỉ mọi người, xin nói đức ấy để phụng trì, bố thí trì giới đầy đủ đức, nhẫn lực hành thiện và tinh tấn, nhân duyên trí tuệ chuyển vô lượng, làm sao độ chúng mong Phật nói, biện tài thông đạt khỏi ngu tối, chí hạnh xét rõ thường thanh tịnh. Các việc khởi sinh liền biết rõ, mong Phật nói cho các Bồ Tát, đức tánh hân hoan báo niềm vui, bảy thứ thánh tài là hành cao, thích sự ở nhàn và tu tịnh, quý mong từ tôn rộng nói cho, hành biện tài đủ làm sao được, tẩm trì sâu xa mãi an trụ, hoàng dương chánh pháp không hề dứt, nghe xong phụng hành mãi không quên, niết bàn trong sạch mà hành quán, ý hiểu sâu xa trí rộng lớn, trí tuệ khó đầy đức vô biên, hiểu làm thế nào hợp Bồ Tát, chế ngự ma lực cùng ý oán, hủy hoại ngoại đạo các loại tà, đức dụng khó động như núi lớn, trang sáng cùng tột rộng tuyết pháp, hiểu không vô tướng tánh sở tại, hiểu rõ ngựa hoang và pháp huyễn, thể hình mộng tưởng cho là không, quý mong Thế Tôn nói cho con. Bây giờ Đức Thế Tôn mới bảo Long Vương, lành thay, thật vui không gì bằng, nên mới tự phát tâm hỏi Đức Như Lai những nghi ngờ. Nay ông đã thưa hỏi được là nhờ công đức đời trước, đã hiện rõ lòng từ bi vì các bạn hữu thân thiết, không sợ sinh tử, chẳng đoạn tam bảo. Mối nghi của Long Vương là như thế. Vậy hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ. Ta sẽ nói rộng về những việc Bồ Tát Đại Sĩ cần phải tu hành. Bên này bên kia vô hạn, được quả pháp tối quan trọng. Khi ấy Long Vương thưa, hết sức tốt đẹp thưa Thế Tôn, con rất thích nghe. Nghe xong suy nghĩ rồi thọ trì, tuyên bố cho mười phương, khuyên nhau tinh tấn không hề mệt mỏi. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo Long Vương, có một hạnh pháp, Bồ Tát thực hành thì đầy đủ tướng tốt, được các Phật Pháp. Những gì là một, đó là khởi lên ý đạo, không bỏ chúng sinh, gọi đó là một hạnh đạt được các Phật Pháp. Lại có 32 việc tâm trí được cùng cấp, cần phải siêng năng ưa thích tu hành chuyên ý mà thực tập,
Sao gọi là 32 việc? Đó là tu tập, chế ngự nội tánh, dự trí cao tột, thực hành lòng đại từ, tâm đại bi vững chắc, chí nguyện không nhàm chán, phát khởi tinh tấn, đầy đủ sức mạnh, đạo đức to lớn, lại có thế lực vượt cao, yên lặng không phiền, nhẫn nhục vì chúng sinh, tập gần bạn lành, chuyên làm việc pháp, chế ngự quyền hóa, thực hành đức nhẫn đầy đủ, thích việc giữ giới, không có ý tưởng chua nịnh, dứt sạch, giả dối. Lời nói và hành động tương ưng nhau, tâm biết báo đền, thường có sắc xấu hổ, tự biết thẹn thùng, đã điều hòa được sự vui mừng, hân hoan, căn hạnh cho đến niềm tin, đã chế ngự ý, gìn giữ công đức, chỉ xa lìa con đường nhỏ, thích hoàng dương hạnh đại thừa, quán xem tất cả việc tam bảo khiến không đoạn mất. Này Long Vương, đó gọi là 32 pháp, Bồ Tát làm vậy sẽ được tâm trí rộng lớn. Lại nữa này Long Vương, có 16 việc làm tăng tiến trí lực rộng lớn. Sao gọi là có 16 việc làm tăng tiến trí lực rộng lớn? Đó là thi hành các sự ban cho cứu tế, đầy đủ giới không khuyết, nhẫn nhịn điều đáng nhẫn, tinh tấn đối với quả cao cả, đạt thiền định trong các hành, đã đầy trí tuệ, tính hạnh đầy đủ, cúng dường hầu hạ Như Lai, vừa chơi chỗ an tịnh, thích nhàn hạ, đầy đủ 6 pháp kiên cố, có 10 điều thiện tối thượng, trang nghiêm thân khẩu ý, đức đầy đủ, hạnh tiết thao biết đủ, thích vắng vẻ, ba thân khuyên người, tu định quán cao tột, đầy đủ các đức. Đó gọi là 16 việc đã thực hành pháp, làm ứng hiện tướng tốt đẹp và phước lành, diễn nói tâm đại trí, hiện ra giữ gìn Phật ở đời, tự do lưu truyền hóa độ. Lại nữa này Long Vương, tâm trí rộng lớn ấy, nhờ 22 việc mà trừ tà chấp được nhanh chóng, rồi dùng trí đại thừa ấy để tu trí rộng lớn. Sao gọi là 22 việc? Đó là vượt qua tâm ý của thanh văn duyên giác, hạ thấp lòng cống cao, vô ngã tự đại, tiêu trừ việc vô nịnh, chẳng đứng đủ loại lời nói thế tục, xa lìa vứt bỏ không giải, phải giới, nhổ gốc giận dữ, thoát khỏi việc của ma, trừ bỏ sự ngăn che trở ngại, không quên lời thầy dạy để diệt trừ tội lỗi, tự xét mình, thêm tình thương, không bàn việc quấy của người, tập xa lìa bạn ác, xa kẻ nghịch, thương người thiện, bỏ những gì không phải lục độ. Lại vứt bỏ tâm tham tiếc, thanh tịnh các giới cấm, trừ bỏ mọi tranh tụng, xa lìa sự lười biếng với mê mờ, tự làm cho ngay thẳng, xả bỏ các sự vô tri, vứt bỏ sự không tiện lợi, vứt bỏ các hạnh, đó gọi là Bồ Tát trí động, trừ bỏ 22 tà chấp, mau đạt được sự quyền biến của trí tuệ, vĩnh viễn không còn lười biếng thoái lui. Lại nữa này Long Vương, có 22 việc hăng hái, nếu siêng năng tùy thuận làm theo, sẽ được tâm trí rộng lớn, không gì hơn được làm cho các ma ba tuần và quen thuộc và quyến thuộc của ma cùng ngoại đạo đều bị hàng phục. Sao gọi là 22 việc hăng hái? Vượt qua giới, hăng hái để đạt định, cũng hăng hái vượt qua trí mà được tuệ hành, hăng hái vượt qua quyền hóa, cũng vượt qua tâm đại từ, hăng hái vượt qua đại bi, nói tóm lại vượt qua không, tướng, nguyện, ngã, nhân, thọ, mạng. Vượt qua những xa lìa các kiến chấp và nhân duyên phát sinh, vượt qua tâm tự tịnh nhờ sự giác ngộ của thần thánh, vượt qua sự nhớ nghĩ của các thức là nên thấy hay không nên thấy, vượt qua hạnh vững chắc của Đại Kim Cang. Này Long Vương, đó là 22 pháp hăng hái để tâm trí rộng lớn làm cho tất cả chúng ma và thân quyến của chúng cùng ngoài đạo tà vậy không còn được tự tại để bị hàng phục, không dám chống lại. Lại nữa này Long Vương, trí tâm rộng lớn ấy phải nương vào hai hành xử mới đạt đến tâm trí rộng lớn. Những gì là hai? Như lời đã nói, tu đúng hành xứ, các gốc công đức, quán đạo hành xứ, đó là hai hành xứ làm cho tâm trí rộng lớn. Lại có hai việc làm tâm rộng lớn không thể hủy hoại. Những gì là hai? Đối với chúng sinh không có tâm đổi khác, đối với các tai ương có giúp bằng tâm đại bi, đó là hai việc làm trí rộng lớn không thể hủy hoại. Lại nữa này Long Vương, tâm trí rộng lớn ấy có hai thứ pháp mà không có gì vượt qua, bề đảng của sinh tử và chúng thanh văn cùng với các duyên giác không thể vượt hơn. Những gì là hai? Nắm giữ quyền biến phương tiện đi sâu vào trí tuệ, đó là hai việc
hai pháp làm trí rộng lớn. Lại nữa, có hai việc ngăn chặn trí tâm rộng lớn. Những gì là hai sử dụng không có tâm nghi ngờ, ngưng trệ nơi nơi không an vui, bốn các an vui của thế tục. Đó là hai việc ngăn chặn tâm trí rộng lớn, là có hai việc giúp đạt được trí tâm rộng lớn. Những gì là hai, không lưu ý địa vị tu hành của thanh văn chuyên giác, chỉ quan sát cái đức vô cùng tốt đẹp của Đại Thừa. Đó là hai việc giúp đạt được tâm trí rộng lớn, là có hai việc làm tổn hại trí rộng lớn. Những gì là hai, tâm thường cho mình có nhiều tài nhưng lại ôm lòng nịnh hót bên trong. Đó là hai việc làm tổn hại tâm trí rộng lớn. Lại có hai việc không làm tổn hại trí rộng lớn. Những gì là hai, chuyên tu tính tâm ngay thẳng, hành động vua nịnh. Đó là hai việc không làm tổn hại trí rộng lớn. Là có bốn việc ngăn che trí tâm rộng lớn. Những gì là bốn, thường làm loạn chánh pháp đối với các Bồ Tát đại sĩ hiền minh, không có lòng tôn thờ, thường không biết sự cung kính, không hiểu được việc của ma. Đó là bốn việc làm ngăn che trí tâm rộng lớn. Là có bốn việc không ngăn che được trí tâm, tâm trí rộng lớn. Những gì là bốn, giữ gìn chánh pháp, nghe pháp rồi cung kính thọ trì, tôn trọng Bồ Tát như là Thế Tôn, thường biết được việc của ma. Đó là bốn việc không làm ngăn che tâm trí. Lại có năm việc đưa đến trí tâm rộng lớn. Những gì là năm, việc mình làm không có mong cầu với sinh tử và hữu lậu thì dùng giới đức, không sợ bỏ tất cả mà luôn có lòng đại bi, ghét và yêu không hai, ban cho cả thân mạng, đem tài lợi tuệ ban cho khắp, lấy đó làm pháp cúng dường. Đó là năm việc để được trí rộng lớn. Lại có năm việc để làm tiến triển trí tâm rộng lớn. Những gì là năm, bắt chước thiện tri thức, không sợ sinh tử, chí cao xa, không bị ngăn che, bỏ tâm phi thời, cầu trí chư Phật. Đó là năm việc phát triển trí tâm rộng lớn. Lại có năm việc làm tồn tại trí tâm rộng lớn vượt qua sự nhẫn nghị của các thanh văn duyên giác. Những gì là năm, vượt qua sự giải thoát của thanh văn, vượt qua sự giải thoát của duyên giác, vượt qua trí tâm mọi người, vượt qua các chấp ngã, vượt qua sự trói buộc của tập. Đó là năm việc vượt qua các pháp hành. Lại có năm việc làm cho trí tâm rộng lớn có sự vui mừng. Những gì là năm, vui mừng vượt qua ác đạo, vui mừng suy xét trí rộng lớn, vui mừng đầy đủ giác tuệ, vui mừng giữ giới không nhàm chán, vui mừng hiểu các hạnh. Đó là năm sự vui mừng của trí tuệ rộng lớn. Lại có năm việc phát khởi trí tâm rộng lớn, được năm lực giúp đỡ, không chìm đắm trong sinh tử. Những gì là năm, đó là dùng nhẫn lực để không có sự oán hận, nhờ đức lực để có thể đầy đủ các nguyện, nhờ trí lực để hàng phục tánh tự tại của mình, nhờ tuệ lực để siêng năng nghe nhiều, nhờ vô ý lực để vượt qua các sự kiếp nhược. Đó là năm việc nhờ các lực chưa đến giúp đỡ. Lại có năm việc làm cho trí tâm rộng lớn được ngay năm sự trong sạch. Những gì là năm, xa lìa cho hạnh ô uế được trong sạch, các người đọa lạc nhờ các căn không mê hoặc, nên được trong sạch tùy thuận và mọi lúc mà quán trong sạch, thực hành cho được bình đẳng, quyền biến đạo trong sạch, chuyển hóa được tất cả các pháp, trở thành trong sạch. Đó là năm việc trong sạch của trí tuệ rộng lớn. Lại có năm việc để được trí sáng rộng lớn. Những gì là năm, đó là hiểu rõ vô dục, hiểu rõ tâm mình, tâm người, hiểu rõ năm cố, hiểu rõ được tuệ hành, mắt sáng vô ngại. Đó là năm việc đưa đến trí sáng rộng lớn. Lại có năm việc làm cho trí tâm rộng khắp. Những gì là năm, đó là năm giống, năm gốc, năm cành, năm nhánh, năm lá, năm hoa, năm quả. Sao gọi là năm giống? Đó là nhật tu, chí tu, để tình nội tâm bình đẳng quán sát người và vật, cầu tập hành giải thoát, quyền biến rộng rãi. Đó là năm giống. Sao gọi là năm gốc? Đó là nhờ đại từ bi, nên đối với gốc đức không nhàm chán, khuyên chúng sinh tiến tới, khiến họ thoát khỏi tiểu thừa, tâm trí không rơi vào các đường ác. Đó là gốc. Sao gọi là năm cành? Đó là hiểu phương tiện quyền xảo, trí tuệ cứu giúp vô cùng, dẫn đường chỉ nẻo mọi người, giữ gìn chánh pháp, bình đẳng quán sát sự mừng và giận. Đó là năm cành. Sao gọi là năm nhánh?
đó là bố thí đốt ráo, trì giới đốt ráo, nhẫn nhục đốt ráo, tinh tấn đốt ráo, thiền định đốt ráo, đó là năm nhánh. Sao gọi là năm lá? Ưa thích nghe giới, mong cầu ở chỗ sạch không, ý muốn xuất gia, tâm theo giống Phật, vui trong vô ngại, đó là năm lá. Sao gọi là năm hoa? Được đầy đủ tướng tốt, nhờ chứa đầy công đức, đầy đủ các vẻ đẹp, nhờ bố thí tất cả, đầy đủ bảy giác tài, vì tâm không xen tạp, có biện tài hiển lộ, vì không che giấu pháp, thấu đạt tổng trì, nhờ nghe mà không quên, đó là năm hoa. Sao gọi là năm quả? Đạt được giới quả, được độ quả, đạt duyên giác quả, lại được quả không thoái chuyển của Bồ Tát, được quả Phật Pháp, đó là năm quả. Này Long Vương, đó là 35 việc làm cho trí rộng lớn, cây đạo của Bồ Tát tươi tốt. Nếu ai tu được như vậy thì thành Phật không khó. Đức Phật bảo Long Vương, nếu có Bồ Tát muốn thọ trì trí tâm rộng lớn này, muốn trồng cây thâm diệu, hiển hiện rõ câu yếu hạnh, cần phải siêng năng tăng sự tu tập về cây báu trí rộng lớn này. Như vậy này Long Vương, ta thấy tất cả các pháp công đức không cái nào mà không có nghĩa của cây báu này cả. Các vị phát tâm với đạo Vô Thượng Chánh Sơn đều nhờ câu chủ yếu của cây báu trí rộng này. Ví như Long Vương muốn lựa chọn trồng giống cây thì nên biết gốc cành, nhánh lá, hoa, quả của cây có sinh trưởng tốt hay không. Cũng như vậy, này Long Vương, nếu có người có thể thọ trì giống trí tâm rộng lớn này, họ sẽ đạt được 37 phẩm đối với tuệ thượng tuệ của chư Phật hiền thánh. Cho nên, này Long Vương, muốn nhập vào trí rộng lớn, phải thực hành công đức, muốn chuyển pháp luân, phải thọ trì nó, siêng tu, đọc tụng, chuyên tâm thực tập, đồng vì tất cả chúng sinh mà trình bày cho rõ. Như vậy, này Long Vương, nên siêng năng thọ học pháp môn này. Ngay khi Đức Phật thuyết phẩm pháp ngữ của tâm trí rộng lớn này, có 72.000 chúng loài rồng đều phát tâm vô đạo Vô Thượng Chánh Chân. Thái tử của Long Vương còn mới 14.000 các thể nữ cũng đều được pháp nhẫn nhu thuận. 5.000 vị Bồ Tát đương theo gốc công đức có ở đời trước đều được pháp nhẫn. Bây giờ A Nậu Đạt cùng các Long Vương khác, cùng các quyến thuộc nương vào thần lực chính mình bay lên hư không, làm thành đám mây hương, phút chốc lan tỏa khắp. Hương thơm hòa cùng với bột chiên đàn tạo thành cơn mưa nhỏ, mưa hương trên Đức Như Lai và chúng hội, lại và lại hóa làm các châu ngọc quý lạ, che kính các giao lộ, rồi tiếp tục che khắp cảnh giới cả nước vương xá, làm cho mọi người đều vui mừng. Ở trên hư không lúc này có đủ lời ca tụng Đức Như Lai chí chân, người đã chứa nhóm vô số điều tốt đẹp, thánh đức vô thượng, người đứng riêng trên trời mây, hiện nửa thân rực sáng cả hư không. Tất cả chúng hội không ai mà không thấy điều ấy. Phẩm 2. Thanh tịnh đạo. Bây giờ Long Vương lại bạch Đức Phật, thật chưa từng có, đúng vậy thưa Thế Tôn. Nếu như Đức Như Lai rộng về chúng sinh, nói về tâm đạo thế tục và tâm trí rộng lớn, hành đức sở ưng. Lại nữa thưa Thế Tôn, Như Lai bậc là bậc vô trước, bình đẳng chánh giác. Xin Thế Tôn diện nói về hạnh của Bồ Tát tu hành thuần tịnh hiền minh, là do đâu mà được đạo thanh tịnh, khiến cho kết cuộc mãi mãi không ô uế, không có sự lười biếng, không mệt mỏi, không thoái chí, đến khi đạt được 10 lực, 4 vô sở ý, được đầy đủ pháp của chư Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo A Nậu Đạt, lành thay Long Vương, hãy suy nghĩ cho kỹ, ta sẽ rộng nói về đạo phẩm thanh tịnh của Bồ Tát Đại Sĩ. Long Vương A Nậu Đạt thưa, hết sức tốt, thưa Thế Tôn, rất mong được chỉ dạy, xin Thế Tôn nói cho. Bây giờ Thế Tôn bảo Long Vương, Bồ Tát tu hành có 8 con đường ngay thẳng cần phải thọ trì. Những gì là 8? Đó là 1. Con đường lục độ vô cực. 2. Con đường thực hành việc báo ân. 3. Con đường ngũ thông. 4. Con đường tứ đẳng. 5. Con đường tám chánh. 6. Con đường bình đẳng với chúng sinh. 7. Con đường ba giải thoát. 8. Con đường nhập pháp nhẫn. Như vậy, này Long Vương, đó là 8 con đường chánh hạnh của Bồ Tát. Sao gọi là con đường độ vô cực của Bồ Tát? Con đường độ vô cực là khi bố thí khuyên người đó mở trí rộng lớn. Vì sao phải như vậy? Không phải không khuyên bố thí mà thành trí rộng lớn.
kỳ thật nhờ khuyến trợ ở gốc đức mà được tên gọi là bố thí độ rốt ráo. Và lại thực hành trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ cũng là để khuyến trợ tâm rộng lớn này, mới được tên gọi là trí tuệ độ rốt ráo. Đó gọi là con đường độ vô cực của Bồ Tát. Ân của người hành đạo bao gồm sự thọ nhận của tất cả chúng sinh. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy diễn giải, chỉ bày pháp độ, Bồ Tát tri ân bao trùm tất cả, là dùng bốn ân mà thuyết pháp rộng rãi, khiến cho chúng sinh tùy thuận lãnh thọ các giới. Đó là con đường bốn ân. Con đường thần túc là thấy khắp các cõi Phật, với thiên nhãn thấy suốt đến hết tất cả loài chúng sinh, là thấy chư Phật Thế Tôn ở mười phương, có đệ tử vây quanh đều thấy được như vậy. Đối với các cõi Phật dùng thiên nhãn, những điều cần đạt được ta đã đạt được. Lại nữa dùng thiên nhĩ, nghe những lời của chư Phật nghe xong thì thọ trì, ở chỗ chúng sinh và các loại người đều hiểu rõ, đều biết hết. Rồi tùy thuận mà thuyết pháp, biết được đời trước, không quên công đức mà đời trước đã tạo, lại có đầy đủ thần túc, vượt qua vô số cõi nước của chư Phật. Người nào cần thần túc để được cứu độ, liền dùng thần túc rộng lớn mà độ thoát cho họ, đó là con đường cảm ứng của thần túc. Lại nữa sao gọi là con đường tứ đẳng phải đi? Đó là tùy theo ý chí tu hành phạm hạnh trong sạch, hợp cùng các sắc tướng khác thiên tử, biết ý hạnh của họ, mà tùy thuận giáo hóa, đó là từ bi, hỷ xả, hỷ hộ. Dùng đạo để tạo dựng, khiến cho chúng sinh được độ, đó gọi là con đường tứ đẳng hành của Bồ Tát. Với tám chánh đạo đều phải làm tất cả, thanh văn cũng từ đó, duyên giác nương vào đó, đại thừa cũng vậy. Đó gọi là con đường ngay thẳng tám nhánh của hiền thánh. Sao gọi là con đường giữa tâm bình đẳng với các chúng sinh? Đối với các suy nghĩ, làm vậy thì tốt hay không làm vậy là tốt, làm thế kia thì được, làm thế này thì không nên. Người này có đức hiền, người kia không phải là kẻ có phước. Điều đó rất nên làm, điều này lại không nên. Bồ Tát thực hành bình đẳng nên trừ hết những ý ấy. Đó gọi là con đường giữa tâm bình đẳng đối với các chúng sinh. Sao gọi là con đường ba cửa giải thoát của Bồ Tát? Nhờ đạt được không mà đoạn trừ được các vọng kiến, nhờ được vô tướng mà trừ bỏ được các niệm tưởng, nên hay không nên. Nhờ vô nguyện mà vĩnh viễn xa lìa ba cõi, đó gọi là con đường ba cửa giải thoát của Bồ Tát. Sao gọi là con đường đưa đến pháp nhẫn? Đó là Bồ Tát thọ lãnh lễ bái, Bồ Tát phải tự giác hành động tương ưng với nhẫn. Để được chư Phật Thế Tôn quyết định thọ ký, để được đạo ý vô thượng chánh chân, đó gọi là Bồ Tát không khởi con đường nhẫn. Bồ Tát đạt được tám con đường ngay thẳng này, thì sự hoằng hóa lưu truyền ban cho phương tiện dẫn dắt chúng sinh sẽ không ngại. Khi Đức Phật nói tám chánh đạo xong, có 24.000 trời rồng và người đều đạt được tám chánh đạo này, tám đạo hạnh này. Do đó, này Long Vương, Bồ Tát nhờ tám con đường chánh trực này nên cùng về một chỗ, không ai bằng được, không ai có thể so sánh với Bồ Tát này, cũng không có ai làm bạn, một mình đi trong ba cõi, nhờ giữ tâm trong sạch, tu hạnh trí tuệ, nên tự mình sẽ chứng được đạo quả, sáng suốt đạt các pháp, nhưng vẫn biết đó nó vốn là không, đó gọi là Như Lai. Này Long Vương, đó là tám con đường ngay thẳng, vì tất cả các phàm phu, tất cả hành động của chúng sinh mà khởi lên các ngôn thuyết, nói lời cốt yếu, bình đẳng bốn bề, không nói dối, nói lời chưa ai nói. Sao gọi là vô đối với đạo này thanh tịnh? Vì đạo quả không nhơ, không có bụi bặm, đạo này không tì vết, vốn không nhớ nghĩ vậy. Đạo này trí tuệ luôn chiếu sáng vậy. Đạo này không chìm đắm, vốn thanh tịnh vậy. Đạo luôn không sinh, vì không chỗ diệt vậy. Đạo vĩnh viễn vốn như không, vì không hiện hữu vậy. Đạo không nhơ bẩn, vì ba cõi trong sạch. Đạo này vắng lặng, vì vượt quá hạnh phàm phu vậy. Đạo không thể đến được, vì không có đi vậy. Đạo không có chỗ đến, vì không từ đâu lại. Đạo luôn luôn vô trụ, vì vượt qua các ham muốn. Đạo không có nơi chốn, vượt trên cái thấy mọi người. Đạo không ai hơn được, vì vượt qua các ma. Đạo lớn bao trùm tất cả, nên ngoại đạo không thể theo kịp. Đạo vĩnh viễn xa lìa vọng chấp, vì tự nó lớn vậy. Đạo không chỗ hình dung nên không vào được. Đạo này rất xa, nên hy vọng vậy.
đạo là xa lìa vĩnh viễn, vượt trên hạnh phàm phu, đều có thể đưa đến quả chứng. Vì người tu hành, đạo là vận hành, nên phải siêng năng tu học. Đạo rất bình thản, trụ nơi chánh kiến, đạo không ngăn trở, đừng hủy phạm. Đạo này vô ngại vì bình đẳng chánh hạnh, đạo này không bẩn vì sạch ba độc, đạo này trong sạch vì hoàn toàn không chìm đắm. Đó gọi là sự trong sạch của Bồ Tát Đạo. Nếu Bồ Tát này đối với đạo trong sạch, chuyên cần tinh tấn tu học, lại thực hành tương ứng, thì vị ấy đối với pháp tánh tất sẽ được trong sạch, ngã tánh cũng được trong sạch, cũng sẽ vượt qua. Nhờ pháp tánh tịnh nên số tánh tịnh, nhờ số tánh tịnh nên vô số tánh tịnh, nhờ vô số tịnh nên được tam giới tịnh, nhờ tam giới tịnh nên tánh của nhãn thức tịnh, nhờ nhãn thức tịnh nên tánh của ý thức tịnh, nhờ ý thức tịnh nên tánh không tịnh, nhờ tánh không tịnh nên các pháp tánh tịnh, nhờ được thanh tịnh nên các pháp thể đều thanh tịnh như hư không, nhờ không thanh tịnh nên chúng sinh thanh tịnh, nhờ tất cả không thanh tịnh nên liền thấy không có hai, cũng không chấp vào hai, nhờ không có hai thanh tịnh nên đạo thanh tịnh. Vì vậy nên nói đó là đạo thanh tịnh. Vì ấy không có các nhớ nghĩ, cũng không nhớ nghĩ về đạo, các nhớ nghĩ ấy đều thanh tịnh, giống như Niết Bàn. Với vị ấy hoàn toàn không có cái gọi là không nhớ nghĩ, nên không có chỗ nhớ nghĩ, không có người nhớ nghĩ về đạo, cũng không có ý thức nhớ nghĩ. Đạo này hoàn toàn không có hành động của tâm ý thức, do đó nên nói đó là đạo thanh tịnh. Khi nói pháp đạo phẩm thanh tịnh này, có hai vạn trời và người đều được pháp nhẫn. Bây giờ A Nậu Đạt, lại bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát Đại Sĩ tu sự thanh tịnh này như thế nào để hướng đến đạo? Thánh Tôn bảo, này Long Vương, Bồ Tát Đại Sĩ muốn thực hành đạo ý thanh tịnh này cần phải hiểu tịnh hạnh, phải khiến cho thân khẩu ý thanh tịnh. Thế nào là thân thanh tịnh? Thân mình đã là không, nên hiểu các thân khác cũng không. Thân mình vắng lặng nên hiểu các thân khác cũng vắng lặng. Thân mình đã giải thoát, nên hiểu các thân khác cũng giải thoát. Thân biến nhát kiêu ngạo, nên hiểu các thân khác cũng biến nhát. Thân như bóng hình, nên biết các thân khác cũng như bóng hình. Đó gọi là đạo thanh tịnh của Bồ Tát. Lại nữa sao gọi là thân tịnh? Thân hành vô sinh, đó là vị ấy vì có sinh tử quán với vô sinh, tuy là vô sinh nhưng đồng với sinh tử. Như vậy vị ấy biết thân thì cũng hiểu thân hành. Sao gọi là thân hành? Đó là pháp khứ lai sinh, pháp đến vô tận, pháp thấy tại ảnh, pháp hoàn toàn vô tận. Cái vô tận ấy gọi là thân hành. Lại nữa, pháp của thân do nhân duyên hội hợp, các nhân duyên ấy thì rỗng, không tướng, đương nhiên là không nhớ nghĩ. Như vậy, này Long Vương, quán tượng pháp này gọi là thân tịnh. Lại nữa, nếu thân Như Lai vô lậu không rơi vào ba cõi, quán thân vô lậu như vốn không, nhờ thân vô lậu nên không rơi vào ba cõi, thân vô lậu ấy hay nhập vào sinh tử. Ngàn mé của vô lậu là không mệt mỏi, xả bỏ, thoái lui, nhờ thân vô lậu mà hiện ra sắc thân. Hiện như vậy rồi cũng không nhớ nghĩ pháp vốn diệt thân. Thanh tịnh như thân của Như Lai nên thân của chúng sinh thanh tịnh, thân mình cũng thanh tịnh giống như vốn là không vậy. Đó gọi là Bồ Tát hạnh cần phải thanh tịnh. Thế nào là lời nói phải thanh tịnh? Lời nói của tất cả kẻ hiền hay ngu đều thanh tịnh. Vì sao? Vì tướng bình đẳng vậy, phàm phu, sức yếu, say đắm, âm thanh, cái tinh không thật chính xác, buồn vui vô thường, thích nơi điên đảo, xem xét kỹ chúng sinh vốn không, hoàn toàn không có dâm nộ si dục. Sao lại như vậy? Vì tạm dùng các chữ để nói, âm thanh có phát ra cũng đều là thanh tịnh, không dục nhuế ngu cũng không dính vào đó. Vì vậy nên nói tất cả lời nói đều thanh tịnh, dùng lời để mà nói. Sao gọi là nói? Vì dục nhuế si mà nói chăng? Vì các ô nhiễm mà nói chăng? Người nói không dính mắt, không dính mắt ở mắt, tai, mũi, miệng, thân, tâm. Nói rằng hình tượng gió, khi nó động thì phát ra âm thanh. Nhân duyên hội hợp, tai liền nghe âm thanh. Lời nói như tiếng vang. Lời nói của người hiền, kẻ ngu đều như tiếng vang. Ai cũng có thể nói được, không phải trụ ở trong, cũng không phải phát ra ở ngoài, cũng chẳng phải ở giữa mà không thể được. Nó vốn trụ nơi chỗ nhớ nghĩ niệm và chỗ của hành động.
người phát ra lời nói cùng với chỗ niệm tưởng là vô trụ, vô tưởng. Do đó, này Long Vương, lời nói của Như Lai cùng với âm thanh của tất cả chúng sinh đều là không, chẳng chân thật làm tổn hại pháp này vậy. Long Vương thưa, Bạch Thế Tôn, lời nói của Như Lai là không chính xác sao? Đức Phật bảo, này Long Vương, Như Lai biết rõ chân lý, vì sao về Như Lai là chân lý, hiểu biết các pháp chẳng chân, chẳng thật. Lại nữa, này Long Vương, lời của Như Lai nói ra âm thanh tùy theo văn tự là để đáp lại tất cả âm thanh của thế gian, cho nên chúng sinh cũng có thể chuyển xe pháp mà không biết tùy thuận nghĩa của pháp. Vì dùng để đáp ứng nên mới có hành động, tùy thuận vào việc diệt hết các khổ nên hiểu rõ các pháp. Hiểu được như vậy, âm thanh của chúng sinh đã là không chỗ trụ. Tại các phiền não mà thường có sự nhàn tịnh, hiện ra lời muốn nói, đấm trước cái vô trước, tiếng nói thành lời, là giảng luận đàm thoại. Nếu người như pháp không có sai phạm, đó gọi là lời thanh tịnh của Bồ Tát. Sao gọi là tâm Bồ Tát là thanh tịnh? Tâm đó là gốc, không thể nhiễm ô. Vì sao? Vì tâm vốn thanh tịnh vậy, cho nên nói lòng dục ô uế xấu xa. Bồ Tát đối với tâm ấy không có chỗ dính mắc, hiểu rõ quyền biến của tâm đối với nó vốn thanh tịnh. Lại nữa, tâm hành không chọn gốc đức ấy lại biết rõ gốc tâm, dùng tâm hành này thương yêu chúng sinh, rõ biết nó là không, vô ngã, vô nhân, gốc đức của tâm ấy, giúp xem xét nơi đạo. Biết đạo kia bình đẳng, người xem xét như vậy gọi là tâm tịnh, đem tâm tịnh này so cùng với các việc dâm, nhuế, ngu là đồng nhau, nhưng vĩnh viễn không nhận sự ô uế của dâm độ si, đồng hành động mà không dính mắc vào các ô uế. Đó gọi là ba sự thanh tịnh của thân Bồ Tát. Khi Đức Phật nói pháp đạo phẩm thanh tịnh này, có 30.000 các Bồ Tát đạt được bổ sinh xứ. Phẩm 3, đạo vô tập. Lại nữa này Long Vương, vị Bồ Tát ấy nhờ tâm sáng này sinh nơi dục giới, nhưng tại hình giới ở chung với thiên chư thiên, giữa chúng phạm thiên cùng an nhiên tốt đẹp, ở tại đó hoạt động hoặc tỉnh không ai hơn được. Lại nữa, Bồ Tát ấy hay hàng phục chư thiên, dùng phương tiện để hóa độ, hoặc sinh ở sắc giới và ở tại dục giới, như đang có gia đình cùng chúng sinh vây quanh, hoặc ngồi hoặc đứng. Vị ấy không ở chung với chúng sinh ngã mạn lười biếng, cũng không tự xem thường. Vị ấy nhờ đó tịnh các định chánh thọ, hoàn toàn dùng định tự thân, không theo định bên ngoài. Vì sao? Vị Bồ Tát ấy dùng phương tiện quyền xảo nên tâm thanh tịnh. Này Long Vương, nếu Bồ Tát hiểu biết hành thanh tịnh, phải tu hành thanh tịnh rồi mới tập đạo. Như vậy này Long Vương, Bồ Tát không tập để cầu đạo tập, nhờ không tập vô tập dùng tập tưởng đạo, cũng không tập đối với sự tu tập để mong cầu đạo, cũng không cầu tập hiểu rõ đạo tập, không tập sợ sinh, mong cầu đạo tập, không tập hành diệt, mà làm đạo tập cũng không cầu tập để làm đạo tập. Không tập vô tập làm đạo tập, không tập sự chấp hay xả để tập đạo tập, không có ngã nhân và thọ giả, không có thân vô thường, không có thân tánh khổ, không có thân hữu ngã, không có thân mộng huyễn ngựa vang, như bóng nắng tiếng vang, cũng không có thân không, vô tướng, vô nguyện, không có thân vì pháp vô dục hành tập đạo. Nói tóm lại, thân tánh tốt của các hữu tình cũng không hân khởi 12 nhân duyên cho đến pháp vô dục già chết, không có vô số. Đạo tập vô nhị, bất tục vô tục, bất lậu vô lậu, bất phạm vô phạm, tập của không hai để cầu đạo tập. Lại nữa các pháp, tập của vô tập là đạo vô tập. Đó gọi là tập đạo tập bất tập. Ví như hư không, vô tập cũng không là vô tập. Phải tập như vậy, gọi là tập đạo vô tập, vô tướng, vô nguyện. Vì ấy không tạo tập, cũng chẳng vô tập. Phải tập như vậy, không ngẫu nhiên, chẳng tình cờ, vì các pháp là vô trụ. Xuyên tập như vậy mới đúng đạo tập. Ngay khi Đức Phật Thế Tôn thiết hạnh thanh tịnh này là pháp đạo phẩm vô sở tập, có 32.000 vị trời và người ở thế gian đều được pháp nhẫn của pháp lạc, không từ đâu sinh ra, có 5.000 trời và người
từ xưa không phát tâm Bồ Đề, nay đều phát tâm giới đạo vô thượng chánh giác. Có 70.000 Bồ Tát chứng được pháp nhẫn. Bây giờ tất cả hội chúng đồng lòng nói: Bạch Thế Tôn, nếu có tập tánh nam và tập tánh nữ được nghe pháp vô tập đạo phẩm thanh tịnh này, nếu nghe xong mà tâm ý không hoảng sợ, không bỏ, không tối lui, tất họ đều thọ tập đạo vô thượng chánh chân của Như Lai, họ sẽ chuyển được xe pháp mà chư Phật đại chuyển. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, các Bồ Tát ấy đều được đạo ý vô thượng chánh chân, vì vô lượng người mà phân bố pháp này cũng lại sẽ ngồi tòa sư tử ở nơi trên trời, dưới trời, trong dân gian, rống lên thật lớn tiếng sư tử, giống như hiện nay Đức Như Lai đã làm, để hàng phục chúng ma, xô ngã ngoài đạo, hiển hiện cái lọng của cây pháp, thắp sáng đuốc pháp, trống pháp vang rền như sấm sét, làm tuôn mưa pháp. Bây giờ Đức Thế Tôn thấy các chúng sinh rồng thần, người chẳng phải người và bốn chúng, nghe pháp được nói ra ấy, không ai mà không vui sướng. Do đó Đức Như Lai vì A Nậu Đạt muốn diễn rộng lại nghĩa này nên nói bài kệ: Đạo chẳng tập mà được và không khởi tập tưởng, hành đạo ấy thêm sức, xa lìa tập niệm hành, không mong cầu tập đạo, trừ sạch các tưởng khác, đạo hoàn toàn không tập, trong sạch tựa trăng sáng. Nếu ai khởi tập tưởng, không xứ cũng không tập, đã qua vô tập xứ, chứng được đạo tối thượng. Đạo là niệm vô ngã, cũng không cùng rỗng tập. Đạo này không có hai, an lành mà vô thượng. Thọ mạng cũng như vậy, không người và lời nói. Đạo này không có người, không mạng cũng không trụ. Các người có tập đạo, muốn trụ nơi trống không, họ cách xa đường thánh, vì không đúng đạo tập. Đạo cũng không có không, vì xa bỏ hữu tập. Như gốc đồng một tướng, vốn không, không với không. Đạo là không khởi tướng, cũng không có diệt tướng. Không khởi cũng không diệt, đó mới là đạo tập. Giọng ta giống như huyễn, hiểu tưởng phải như vậy. Giữ tưởng hành sở tập, đạo từ đâu sinh ra? Đạo là vượt khởi đời, nó không có thân tập, cũng không diệt thân hành, mới đạt được ở tập, là nhà của thân căn, vốn không chỗ rộng nói, nó không có mong cầu, chẳng gì không đạt được. Người thực tập đạo này nên như như gốc không, như vốn biết gốc không, đó là đúng đạo tập, các pháp vốn là không, sự hiểu giống như huyễn, hiểu hành được như vậy mới đúng là tập đạo. Nếu ai không đến đạo, việc làm như chẳng trụ, không thể dứt việc làm, Phật pháp không nhờ đạo. Nếu như đã tập đạo cùng với sự không tập, đã diễn nó như vậy, nhờ trụ nơi gốc không. Đạo khác có giới hạn, là chỗ nương tiểu thừa, đây là đạo vô thượng, chỗ khởi ra đại thừa. Ai hưng khởi đạo này để đạt được không trụ, đó là rõ hạnh đức, có thể hợp đạo tập, đạo chánh mà không hiểm, ngay thẳng lại bình thản, cần làm gần đạo này, vĩnh viễn lìa tà đạo. Nếu như vậy, Long Vương tự ở trong cung mình, bất động nơi xứ sở, trước mưa đầy biển cả. Đại sĩ cũng như vậy, tâm đạo như đã làm, pháp thân mà không động, có thể đầy biển trí. Lại như này Long Vương, ở trên mặt đất rộng, dùng mây rứa đầy khắp, mà thân không dính ướt. Đức Bồ Tát cũng vậy, thực hành sở tập này, trí pháp khắp chúng sinh, trong lòng không dính mắt. Cũng vậy A Nậu Đạt, Long Vương đại thần biến, đạo đức lớn như vậy, cảm động khắp mười phương, chúng sinh đạo tà kiến, tùy thuộc vào chấp kiến. Người trụ nơi đạo này, tùy thuận độ vô vi, đã trụ nơi đạo này, quả Bồ Tát to lớn, hàng phục ma ba tuần, cùng với tà ngoại đạo, đắc đạo như chân như. Như đạo không lay động, vượt qua các pháp tục, cũng giống như hoa sen. Tâm đạo không có ngu, là hành vi dừng trụ, ngàn số các chúng sinh hóa độ lập nên đạo. Vì thường ở đạo này, cho đến được năm tuần, thân túc các cảm động vì chúng rộng nói pháp, các việc đều thanh tịnh, thân miệng cùng với ý, nên mong đường hiền thánh, nhân tánh không thể biết, hạnh nhẫn là không chấp, ai làm sẽ đến đích, sẽ đến chỗ Như Lai, chỉ dẫn các chúng sinh, sinh tự đã chấm dứt, chỗ ấy là Như Lai,
tương tự như đến đó, thật ra không chỗ đến. Chỗ chúng sinh đến được phải nhớ chỗ cao kia, học đạo Phật tối thượng, trong chơi, bằng pháp huyễn. Làm vậy là tập đạo. Chỗ tập đúng như đạo là hạnh nghi các đức, được chư Phật khen ngợi, đức ấy không cùng tận, trọn không bao giờ hết. Người tập đạo như vậy, không tập cũng không trụ, nơi ấy không ác ma, hoàn toàn hành không chấp. Ai thuận theo đạo này, không khởi cũng không diệt, đã được ý chí hạnh, tổng trì đại biện tài, tuệ trí và giới nhẫn, mãi tăng tiến như biển. Thân miệng uế không còn, tâm sáng đến trong sạch, uế tiêu sạch dấu vết. Người tu theo đạo ấy, được chứng đắc trí đạt, chỗ thực tập thâm diệu, tuệ khó động không khởi. Giữ tập đó là đạo. Các bậc tu chánh giác, quá khứ và tương lai, hiện tại cũng như vậy, đạo đặt ra đời tựa. Ngài đã lìa các nạn, gặp đời nhiều tai nạn, mãi làm đệ tử Phật. Ai nghe được pháp này, tốt thay các chúng sinh, rất tốt nghe pháp này, ứng chân thờ Như Lai. Nên ưa thích kinh này, nếu hiểu đạo tập này, hãy đoạn các tình thái, đức đầy các tướng đủ, được làm tướng ba cõi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức